Xin tự giới thiệu, em tên là Trần Minh Trung. Em sinh năm 1991, quê em ở Ninh Thuận. Hiện tại em đang công tác tại đơn vị công binh, đại đội công binh của tỉnh Ninh Thuận. Tức là em vẫn công tác ngoài Ninh Thuận hả? Dạ, em đang công tác tại công binh. Dạ. Chức vụ là trung úy. Dạ, cấp bậc trung úy. Còn chức vụ là gì? Dạ, chức vụ của em là trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Dạ. Mời đàn gái. Dạ, em chào quý vị khán giả, em chào chị Nam Thư, chào chú Nguyên Linh ở bên kia. Và chào anh Trung, em tên là Thảo Ngọc, em đến từ thành phố Đà Lạt. Công việc của Ngọc là gì hả Ngọc? Dạ, em làm nhân viên văn phòng, hiện tại em đang làm ở một cơ quan nhà nước ạ. Ngay tại Đà Lạt luôn? Dạ đúng rồi. À, vậy là em từ Đà Lạt xuống đây? Dạ đúng rồi, đêm 1 giờ sáng là bắt xe xuống đây rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi với nhau về những cái điểm mạnh, điểm yếu nha, mời đàn gái. Cái điểm mạnh của em là biết lắng nghe, quan tâm. Còn điểm yếu là khá là nhút nhát với người lạ. Còn nếu mà khi đã quen thuộc, thân thuộc rồi thì em khá là tăng động xíu. Em có nhiều tính xấu lặt vặt á. Ví dụ? Ví dụ như là có hôm thì em rất là siêng, nhưng có lúc thì em cũng rất là lười biếng, không có làm việc nhà chẳng hạn. Đi làm thì cũng không có thích chải chuốt hay là chăm sóc cơ thể thì em cũng hơi bỏ qua tí, hơi lười á. Tức là hơi lười yêu bản thân mình đúng không? Hơi lười chăm chút, dạ, sửa soạn tí xíu đúng không? Dạ. Còn bạn đàn trai bên kia ha? Dạ chị. Về điểm mạnh của em thì em khá là hiền lành, thân thiện. Em sống thiên về tình cảm. Em thích đi du lịch, cùng nấu ăn, cùng đi shopping với lại người yêu, với gia đình. Còn những cái điểm yếu? Điểm yếu của em thì thứ nhất là em không phân biệt được con trai đẹp hay xấu. Dạ, ví dụ như anh Quyền Linh với lại Lê Minh Hô thì kêu em so sánh thì em cũng không so sánh được. Chắc hai người đẹp như nhau. Em trời ơi, hạnh phúc quá. Dạ, cũng... anh cũng hơi hô hô giống hô. Ủa, Trung ơi. Dạ. Tức là em không phân biệt được xấu hay đẹp hay là sao chị chưa hiểu? Dạ, là em nhìn vào là ai cũng như nhau luôn á chị ạ. Con gái cũng có vậy hả? Con trai thôi đúng không? Dạ, con trai thôi. Còn con gái thì em... phân biệt thì... được? Dạ, nhưng mà nó hơi bị ngược thôi chị ạ. Ngược so với mọi người. Thường mọi người bảo bạn nữ rất là xinh thì em thấy xinh cũng bình thường thôi. Còn bạn nữ mà em thấy rất là xinh thì mọi người bảo bình thường, không có xinh lắm. Chà, chắc hồi qua kia anh gặp chắc anh phải chê xấu quá. Thôi được rồi, vậy cũng là cái mà cá tính của mọi người ha. Dạ. Quan điểm mọi người. Bây giờ em nói cho bạn thằng gái biết là em đã có mấy mối tình rồi hả Trung? Dạ, em có một mối tình đơn phương hồi năm nhất đại học. Nhưng mà bạn đó không biết. Tới khi em tỏ tình thì bạn ấy có bạn trai rồi. Rồi em ở bên cạnh bạn đó làm bạn được khoảng 5 năm thì em đi lính. Rồi bạn đó lấy chồng. Trời, ta có người yêu rồi mà còn làm bạn 5 năm nữa. Mà yêu đơn phương nữa. Công nhận em cũng bản lĩnh dễ sợ luôn á. Rồi lúc mà ta có bạn rồi đó mà làm bạn người ta, mình có trong lòng mình có rạo được gì không? Có ghen ghen khi mà thấy một người bạn trai ta tới đó người ta không? Dạ thì lúc mà gặp bạn đó thì vui cười, nhưng mà tối về thì... đau lòng hả? Dạ, đau lòng. Trời, chứ thương ghê không? Đúng là đơn phương. Tức là môi cười mà lệ tuôn rơi đó anh Linh. Ừ. Còn bên kia thì sao? Dạ, em thì hơi thiệt thòi hơn một chút. Tại em chưa có mối tình nào hết. Chưa có dạ, luôn? Dạ, đúng rồi. Đơn phương? Dạ, không có luôn. Vậy trước giờ em có thích ai không? Đi học có cảm giác gì không? Dạ, trong quá trình đi học thì em không có thích ai, nhưng khi lên đại học thì em có thích một vài người. Nhưng mà khi mà em thích người ta thì em cảm thấy là người ta sẽ không có tôn trọng mình như lúc mà làm bạn, nên em cảm thấy là nó hơi bế tắc. Thì kỳ vậy. Dạ. Vậy là cũng chưa yêu lắm. Dạ đúng rồi. Nhớ chưa chú. Trời ơi, dễ thương mà. Xinh đẹp dễ thương thế này mà không, cái Đà Lạt trắng tươi luôn. Mà cô gái này hơi xấu xí chút. Ủa cái gì vậy anh Linh? Sao tự nhiên anh nói đàn gái nhà em xấu? Quên. Bị bình ngược. Xấu lắm em. Là tưởng tượng đẹp chưa? Thôi thôi chứ dễ thương lắm Trung. Dạ. Đừng nghĩ ngược nha. Nhưng mà bảo đảm em nhìn em sẽ không thấy bây giờ thấy ngược luôn. Trung và Ngọc có một điểm chung là chưa yêu ai một cách chính thức bao giờ. Đúng, dạ, đúng rồi. Em dạ, nắm đúng. Tay ai chưa? Dạ nắm rồi. Anh hỏi em ghi nắm chưa? Em nắm tay chưa? Dạ chưa nắm tay. Chưa nắm luôn. Em hôn ai chưa? Dạ không được gọi là hôn đúng nghĩa đâu. Kiểu chạm vào vậy thôi.
Em có chạm vào má ai chưa? Dạ chưa nè. Em có cảm giác em nắm tay cô gái lần nào chưa? Em có bao giờ tưởng tượng em nắm tay hay hôn một cô gái nào không? Gì đó, có ừ không? Ừ. Dạ có nha. Nằm mơ thấy sao? Dạ nằm mơ thấy hạnh phúc lắm. Lúc hạnh đó hạnh phúc lắm. Dạ. Thấy trong mơ thôi. Tội nghiệp luôn. Không sao, hôm nay là không có mơ nữa. Cuộc đời sao còn những con người như thế này ta? Dễ thương. Em có hôn chưa Thư? Anh Linh hỏi câu khó ghê luôn á. Bây giờ chị hỏi Trung nè, cái hình mẫu bạn gái lý tưởng em mong muốn là gì? Dạ về ngoại hình thì em thích bạn gái nhỏ nhắn, chiều cao khoảng 1m4 đến 1m6, cân nặng. Từ hồi xưa giờ ta chọn từ 1m50 trở lên. Đây 1m4, đây 1m4. Dễ thương. Rồi 1m4, rồi gì nữa nè? Cân nặng thì khoảng 40 đến 48. Hay cười, nhìn mặt có nét hiền. Yêu cầu quá đơn giản. Tôi 1m4 mà nặng 40kg chắc chút xíu rồi nha. Yêu cầu sao nhỏ như vậy? Dạ em thích mấy bạn nữ nhỏ nhỏ, dễ ôm, dễ hôn, dễ cõng. Nãy giờ nghe anh Linh tả là bên này xấu dữ lắm. Rồi vậy em tưởng tượng ra cô gái bên này như thế nào? Dạ nghe giọng mà em thấy chắc dễ thương. Chắc dễ thương hả? Dạ giọng ngọt. Ngọc. Vậy em mong muốn một mẫu người thì lý tưởng là như thế nào? Em muốn người đó giống Tổng thống Obama chị. Là tức là ông ấy rất quyết là đoán, hiền hòa yêu vì vợ, gia đình rất là hiền hậu nhưng mà cũng quyết đoán, cũng có tài lãnh đạo. Em rất là thích cái mẫu người có thể trung hòa được cả hai cái vấn đề khó đó. Anh bên đây còn hiền hơn Obama nữa. Nhưng mà khi và lãnh đạo thì anh nghĩ rằng rất là sắc bén, bởi vì với tuổi năm sinh năm 91 mà làm trung úy thì cái sức phấn đấu nó phải dữ dội lắm. Bây giờ chúng ta hỏi ý kiến người thân đi nha. Dạ. Mời đại diện đàn gái. Ngọc, hôm nay em đến đây với ai Ngọc? Dạ, em đi cùng với những người bạn thân của em. Dạ. Chào bạn của Ngọc. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là Hoàng, em là bạn thân của Ngọc cũng rất lâu rồi. Em thấy Ngọc rất hiền, mà Ngọc có một tính là hơi cầu toàn. Muốn tìm tới một tình yêu lãng mạn, một tình yêu đẹp. Tìm tới một người không lăng nhăng, biết chăm sóc cho Ngọc, là một bờ vai vững chắc cho Ngọc dựa vào. Còn em thấy anh Trung thì rất mạnh mẽ, rất chững chạc, thì Ngọc cũng muốn tìm một người như vậy. Em thấy hai người nên dành thời gian tìm hiểu cho nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Mời đại diện đàn trai. Xin kính chào anh Quyền Linh lại chị Nam Thư ạ. Dạ. Chú ạ. Tôi là bố của Trung. Dạ. Đến từ Phan Rang Ninh Thuận. Tôi xin nói về Trung. Thì nói chung mà là con ở nhà thì cũng biết đánh. Từ nhỏ lớn chưa biết một cái bạn gái nào dắt về nhà để cho cha coi nữa. Chỉ ăn học rồi ra trường mới tới giờ. Thì ba nhìn ở bên chỗ Ngọc á, thì thấy cũng là cái tánh tình rất là hợp cho con. Thì cái điều đó là cũng mong con là tìm hiểu theo, sau thêm mà tiến gần cho nó tiến rất xa hơn. Thì xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác. Mời đại diện có chỉ huy của em đây không? Dạ, có chính trị viên đại đội của em. Rồi, xin mời đồng chí chỉ huy của đồng chí Trung ạ. Vâng, xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Nhân Thư. Về chỗ đồng chí Trung thì nói về mặt truyền thống của gia đình. Bố cũng hồi trước cũng là đi bộ đội. Và đồng chí Trung cũng là có cái tính tình rất là hiền lành, yêu thương đồng chí đồng đội. Thấy bên chỗ bạn gái rất là hiền lành và cũng rất là xinh đẹp. Về cái mặt địa lý giữa Ninh Thuận và ở Đà Lạt thì rất gần. Ở chỉ cần là ở Đà Lạt số đèo xuống một cái là tới Ninh Thuận. Rồi, cảm ơn đại diện rồi. Trong cơ quan của Trung ha, bây giờ mình gặp mặt nhau, mình trao đổi trực tiếp với nhau để xem có hợp với nhau hay không nha. Mở rào. Em chào anh. Con gấu bông đó nhìn đang mặc quân phục giống như anh thì sau này mong rằng những lúc em gặp nó thì giống sẽ nhớ tới anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi em ngồi. Em có thể nói về cái món quà em tặng cho bạn trai không? Trước tiên là em có một cái bài thơ nho nhỏ thì gửi cho anh coi như là chào.
Và cái quyển sách thì viết về một cái người theo đuổi một cô gái trong mơ của mình. Nhưng mà cô gái này rất là xa vời, và em mong là anh không có như người con trai đó tìm kiếm những thứ quá xa vời, mà hãy nhìn qua bên cạnh chẳng hạn. Anh sẽ đọc quyển sách đó và rút kinh nghiệm để không như chàng trai trong sách đó. Rồi bây giờ đọc thơ nè. Em không phải lọ lem vì những điều phù phiếm không thuộc về em. Em không phải mì châu bỏ lại anh chỉ để lại tấm áo. Em không phải là tấm sống chết cũng vì anh, nhưng em sẽ là nắng rực rỡ chỉ vì anh. Bài thơ rất là ý nghĩa. Cảm ơn. Thôi, mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi các bạn. Lần đầu gặp em thì anh thấy em rất là xinh. Cái này chắc không ngược đâu. Về tính cách thì anh thấy em cũng khá là hiền. Cũng giống với lại mỗi người mà anh thích. Dạ, em thấy lúc nãy anh tả về mỗi người thích nó kỹ quá nên em cũng hơi run. Rồi, đó giờ là bên Ngọc là có nắm tay rồi. Dạ. Trung chưa nắm tay ai hết đúng không? Dạ, chưa nè. Mời Trung đứng lên. Mời Ngọc đứng lên. Mình nắm tay một cái nè, để coi thử cảm giác về nhau như thế nào. Nắm tay nha. Anh Linh hướng dẫn, vô bắt tay rồi. Dù này anh quen lắm nè. Hai tay đưa lên, hai tay đi. Đây. Lạnh quá. Đó nè, đó. Nắm chặt nhau, nhìn nhau đi. Lần đầu tiên nắm tay bạn gái, Trung cảm giác thế nào? Dạ, rung động, có rung động. Rung động hả? Nhìn thẳng mắt tay, bạn gái. Tay bạn ấy ấm, mềm. Tay bạn trai sao? Dạ, chắc ảnh lo lắng quá nên đổ mồ hôi. Đừng nhìn ông Mai mà mối, hai người nhìn nhau đi. Hai người nhìn nhau nói đi. Thường ở Đà Lạt đó, ta hẹn nhau đi chơi mấy giờ gì đó, hẹn thử coi chúng. Nếu mà hẹn họ thì anh thích đi những nơi yên tĩnh như là đi biển, xuống biển, lên núi hoặc là đi dạo trong công viên. Thì em thích đi ở những nơi nào? Dạ, em thật ra em thích đi đâu cũng được. Nói chung là tùy thời tiết lúc đó nữa. Hai đứa nắm tay giống như cực hình vậy. Thôi, mình về chỗ nói chuyện nè. Bây giờ anh thử thể hiện một cách mạnh mẽ với một chỉ huy coi. Bây giờ anh đứng lên, em nói là đồng chí Ngọc, đồng chí vào lúc mấy giờ đồng chí xuống bếp nấu cơm, mấy giờ bây giờ, đâu thử em ra điều lệnh với đồng chí Ngọc thử coi. Nào, con đứng lên thử coi. Con Ngọc là một chiến sĩ của em. Đồng chí Ngọc. Có. Đúng 9 giờ tối nay, đồng chí xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho đơn vị. Dạ, 9 giờ hả đồng chí? 9 giờ là ăn khuya. À, dạ. Bộ đội ăn khuya có tốt không đồng chí? Buổi tối tăng cường sức khỏe cho bộ đội để làm. Tiếp tục. Tôi đề xuất gà rán, khoai tây. Đồng chí có đồng ý không? Không. Đồng chí chuẩn bị cháo gà. Vậy là được rồi. Thôi mời em ngồi. Thưa đồng chí, tôi không thể làm gà được. Tôi không biết chặt gà. Mà 9 giờ tối không mua gà được. Không, đơn vị nuôi nhiều lắm. Đồng chí có biết chặt gà không? Về nấu ăn thì tôi có thể làm được. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ của đồng chí nên đồng chí phải làm. Còn hay đồng quá. Chí cần sự trợ giúp thì tôi sẽ giúp đồng chí. Rõ. Đồng chí về đồng chí. Rồi, được. Dễ thương quá đi. Bây giờ mình thể hiện một chút về năng khiếu của mình đi. Hát bài gì đó tặng bạn gái. Bạn gái cũng vậy, sau đó mình tiến hành bấm nút. Em sẽ hát một đoạn tặng cho Ngọc. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bất ngất vòng tay. Anh xin... Rùng quá em Bình. Cảm ơn Trung. Ngọc, em hát cũng không hay lắm thì hy vọng mọi người bỏ qua. Những lá thư anh gửi em đều đọc không sót câu nào. Nỗi nhớ anh mà làm em mong tình yêu đôi chúng ta. Em xin lỗi em quên lời. Thôi được rồi, chị thấy hai đứa hợp lắm. Hai đứa là hát là vô cùng hợp luôn. Dạ. Ngồi xuống đi cưng. Hết thời gian rồi. Bây giờ mời các bạn để tay lên nút bấm.
kiểm tra lại một lần nữa con tim của mình, xem người ngồi bên kia có thực sự phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không. Nếu nó thực sự là một nửa, hãy bấm nút. Còn nếu không thì không sao cả. Hãy nhường cơ hội đó lại cho những khán giả đang xem truyền hình. Sẵn sàng nha. Sau 3 tiếng đếm, các bạn hãy tiến hành bấm nút. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau nào. Ê. Bây giờ mình xin phép chị Huy, mình xin phép gia đình hai họ đang xem truyền hình cho phép mình bắt đầu hẹn hò từ ngày hôm nay. Em xin phép chị Huy và gia đình của bạn nữ cho phép hẹn hò với lại bạn Ngọc. Mong là chị Huy đơn vị sẽ tạo điều kiện cho em có cơ hội, có thời gian để hẹn hò với lại Ngọc. Hết. Thủ tục đầu tiên đó là nụ hôn để minh chứng cái nút bấm của mình từ trái tim. Đồng chí Trung, thực hiện nhiệm vụ của mình. Hôn vô má bằng nữ. Bắt đầu. Dễ thương. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nhé. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Dễ thương.